Không có luôn à hả? Mà hết người cắt rồi đó. Đợt đợt sao bác sĩ? Hết người rồi đó. Em thấy em cắt theo bữa trước chị làm, em đỡ sợ hơn là chị cắt như nãy. Em thấy cái đầu mũi á, sợ em đi dưới. Em biết về rau cắt cắt như kia là dễ hơn. Hôm qua cái gút á, em ăn xuống một cái mà cái dao này hơi bị đùi. Tại vì em cắt em cảm giác tôi sợ cô già đấy. Nó không vô. Nó quái rồi đó, nhìn đó không vô. Ba chị ơi. Đau hả em? Đau rồi à? Đang rùng mình ghê. Để xí tư vấn cái khác chứ nó vải cầm là không ổn rồi đó. Cỡ không, tim kiểu tròn cho nó đẹp. Không, nói chung là xí tư vấn. Gồng vậy đó. Đó chứ nha. Chữ cũng đau rồi đó. Giờ nó cái hồi nãy cái giật mình không đau luôn. Ừ, đau thấy đau đâu. Cày xong mình đưa về chưa 8 giờ nghe. Hôm nay em chịu đau kém rồi nè. Phần nó chỉnh thì được chứ còn tim nữa thì không tim nữa. Không, chỉnh tròn cho nhìn mặt nó hài hòa hơn. Hoặc là tim cái khác. Mặt nó là tim cầm nữa, ví dụ như người không biết chỉnh nhọn, nhọn tới đáy luôn. Nhìn vô là thấy rồi là đã nhọn rồi đó.
Thiệt đấy chứ. Em về đi chứ, thấy dung lượng là xong tải lên xóa. Rồi sau thì tôi bán tim. Cái gì đẹp về tim mà chị thấy hơi nhọn, chỉnh cho nó hơi tròn xíu gì được. Mới nhìn sơ chưa nhìn kỹ. Cha đợi tìm là trước. Ủa, 7 giờ rồi. Dạ hậu thấy đẹp hẳn luôn á hậu ơi. Em thấy đến em thấy nữa đúng không? Thấy mịn, chị thấy mịn. Chị thấy đỡ mịn, mịn dễ sợ luôn. Đỡ kiểu. Với lại bơm trước chị nặng cho em xong cũng đỡ đúng không? Ta nặng có khác gì. Thank you.